vừa qua cổng chào Bình Thuận thì đã thấy bà thấy thanh long thì mới biết là cái cổng này là cổng chào Bình Thuận, từ từ đây đi từ tối thì Tiền Giang có ý là thanh long xưa lắm rồi đây nè, rồi sau này giống từ đây nè, sau này không, hai giống khác nhau. Rồi sau này Long An mới phát triển xong rồi xuống Tiền Giang luôn. Rồi thanh long luôn rồi. Nãy thấy thanh long Bình Thuận luôn. Nãy thấy cổng chào thấy hận hận nhiều cái xe qua, cái thấy thanh long á. Xe nó chạy gì mà nó. Anh đã đèn nè. Biết tới Phan Thiết Bình Thuận. Xong mới giống nhau mà ý là cáp treo tà cú nè. Và thành phố Hồ Chí Minh 167 cây nữa, Phan Thiết 29 km nữa. Ok, chúng ta sẽ ra quốc lộ ha. Rồi hôm nay mẹ được trải nghiệm quốc lộ ban đêm rồi. Mẹ ngồi dưới, mẹ không ngồi ở đây đâu. Đông rồi đó. Đông rồi hả? Nghe thấy xe nói đít luôn không? Nó chạy ghê quá. Ê, mình đang nói đít vô quốc lộ 1A. Nhưng mà không phải là miền Tây. Miền Đông. Giống như đi trong núi nha. Làng của ETC là 500 m. Ok,
hôm nay sẽ trải nghiệm trạm thu phí của Phan Thiết, Bình Thuận. Rồi. Xe đẹp rồi, tên xe đẹp rồi. Ui, chấp quá. Đang thuê xe ở ngoài. Phải Bình Thuận Tân Tiến tới đâu? Kì có không? Mình có không ta? Mẹ. Mình có không? Có luôn. Đi bên nào nhanh. Ừ, hết bên đây là quà nè. Bao nhiêu tiền rồi? Đang thu phí ETC. Trạm thu phí sông Phan. Nhiều không? Mà qua đó 34.000. Bằng gần gấp đôi luôn. Gấp đôi. Đây cũng vậy. Dừng lại. Ừ, thì đang miễn. Cái này là mới nè. Ừ. Mới áp dụng lên nó mới thẻ đó. Ừ, miễn phí á. 34.000. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và GC Tiền Đen. Bye bye nha.